Xin chào các bạn, mình là Hoàng Đình Trung. Trong video này mình hướng dẫn các bạn cách để chọn cái biến thể deadlift làm sao cho nó phù hợp nhất. Thì cái cách để chọn biến thể deadlift mình sẽ dựa vào một cái gọi là biofeedback. Biofeedback có nghĩa là phản ứng sinh học. Cái biofeedback này có nghĩa là mình sẽ dựa vào cái phản ứng của hệ thần kinh trung ương với cơ thể của mình. Hệ thần kinh trung ương nó sẽ phản ứng lại cái sự kích thích từ bên ngoài và cho cơ thể mình một cái phản ứng lại. Cụ thể trong cái bài test này mình sẽ test dựa trên cái gọi là ROM. ROM là range of motion, có nghĩa là cái phạm vi chuyển động của mình. Thì mình sử dụng cái bài toe touch để có thể test cái này. Bây giờ mình cùng đi vào test nhé. Bắt đầu đi vào bài test, mình sẽ sử dụng cái bài toe touch để test. Thì các bạn lưu ý nhé, trước khi mình test ấy, mình sẽ không muốn là các bạn thực hiện bất cứ một bài stretching hay là một cái bài mobility nào để cơ thể có thể phản ứng nó tốt nhất. Thì bài toe touch là mình chạm tay vào phần ngón chân. Thì đầu tiên mình sẽ để hai gót chân nó sát vào nhau, gối thẳng, thả lỏng. Bây mình sẽ là ngả người ra phía trước. Các bạn thả lỏng hết sức có thể nhé, ngả người ra phía trước. Đến bất cứ đoạn nào mà mình cảm giác căng thì mình dừng lại. Có thể căng ở đùi sau, căng ở lưng hay căng ở mông thì bạn dừng lại nhé, ngay cái điểm căng đấy. Thả lỏng. Đây, đến đây mình cảm giác đùi sau mình căng rồi, mình dừng lại. Thì bạn lưu ý cái điểm dừng ở tay. Thì sau khi mình biết cái điểm dừng, mình bắt đầu vào tập deadlift. Thì lưu ý trong cái việc chọn tạ, nếu như các bạn mà deadlift khoảng trên 180 thì mình nên chọn cái mức khoảng 60 cân để test. Còn các bạn dưới 180 thì tùy, có thể chọn mức 50 cân hoặc 40 cân. Cái này chủ yếu để kích thích cái thần kinh để xem nó phản ứng lại cơ thể nhau thôi. Bắt đầu biến thể con ven. Các bạn thực hiện khoảng tầm 2 rep. Ok, sau đó test lại. Vẫn chân sát, gối thẳng, ngả người phía trước. Đây, đến đây mình mới bắt đầu thấy là cái phần đùi sau nó căng. Thì rất đơn giản, mình có thể nhận thấy luôn là cái ROM tay của mình nó chạm, nó đã đi thêm một khoảng như này rồi. Bây bắt đầu mình sẽ quay lại cái bài là sumo deadlift để xem nó phản ứng như nào. Khoảng tập 2 rep. Ok, test lại, sát nhau, thả lỏng. Đây, đến đây, mình cảm giác là nó hơn cái con ven một chút. Nếu như cái bài tập ấy nó không phù hợp với các bạn, hay là hôm đấy các bạn có vấn đề gì về căng thẳng, hay vấn đề về cơ thể ấy, khi mình test cái này này, thậm chí nó không dài ra thêm đâu, có khi nó còn giảm cái ROM của mình cơ. Thì đây là một cái test để mình biết là hôm đấy mình có đủ sức để thực hiện cái biến thể hay không. Cái thứ hai là mình dùng cái này để test xem là biến thể nào hợp với mình hơn. Hợp đây là cơ thể mình có ra nhiều sức hơn. Tại vì khi mà nó không hợp ấy, thì hệ thần kinh trung ương ấy, nó sẽ bắt cơ thể nó yếu đi, nó căng hơn. Từ đấy là khoảng ROM nó sẽ bị ngắn lại hoặc là không thay đổi. Đây, mình có thể thực hiện thêm bài test với cả bài Black Bull. Mình test ở biến thể Black Bull. Các bạn có thể test tất cả biến thể luôn, kể cả trap bar deadlift hay là single leg deadlift, để xem cơ thể phản ứng như nào. Rồi, đây là Black Bull. Ok, thả lỏng hoàn toàn nhé, tìm điểm căng. Đây, ở Black Bull mình còn chạm được phần ngón chân luôn. Rồi, ok,